chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch huyện Lý Sơn năm 2024 diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024. 1. Ngày 24 tháng 4, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và đua thuyền truyền thống tứ linh tại đình làng An Vĩnh. 2. Ngày 25 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, diễn ra giải bóng chuyền nữ bãi biển Quảng Ngãi mở rộng tại thắng cảnh Hang Câu. 3. Ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, triển lãm di sản văn hóa biển đảo tại nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. 4. Ngày 28 tháng 4, tổ chức đua thuyền truyền thống tứ linh 8 chiếc tại trường đua huyện. 5. Ngày 17 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, tổ chức giải vô địch dù lượn toàn quốc tại Hang Câu và sân bay. 6. Ngày mùng 2 tháng 6, diễn ra giải bơi vượt biển đảo lớn qua đảo bé tại khu vực cổng Gò Gò. Bảy, ngày 18 tháng 8, tổ chức giải chạy Việt dã Lý Sơn theo dấu chân tiền tiêu tại Hang Câu đến cổng Gò Gò. Trân trọng kính mời bà con, nhân dân và du khách đón xem và cổ vũ. Xin chào và hẹn gặp lại!